Anh về nha. Anh về đây. Tình yêu của em tới rồi, nhớ anh nhiều quá. Hả? Trời ơi, nhà cô ấy cháy rồi. Nè, có ai ở nhà không vậy? Cháy rồi, cháy rồi. Có ai ở nhà không vậy? Yêu em quá. Hả? Cô gì ơi, nhà cô có cháy rồi, mau chạy đi thôi. Cháy ư? Tôi nghĩ là anh trốn đi, anh trốn đi. Nhà đang cháy à? Phải làm sao đây? Trời ơi, cháy rồi mà sao? Người trong nhà không chạy đi vậy? À, có cách rồi. Phải bịt mặt lại. Hả? Anh ta là ai vậy? Anh ta chắc là kẻ gây cháy rồi. Ê, không thể nào. Chạy ơi. Anh kia. Anh mau đứng lại. Tôi sẽ bắt được anh đó. Anh mau đứng lại cho tôi. Mau đứng lại. Anh Hiệt, mau lên xe đi. Lên đi, lên đi. Giỏi lắm, tôi sẽ bắt được anh đó. May quá, mấy em cứu anh. Không tìm, anh đi rồi. Chúng ta lại để anh ta chạy thoát rồi. Hả? Cái gì vậy? Anh Hiệt, không thể nào. Anh Hiệt, anh sẽ biết tay tôi. Ý, thời giờ tới đi rồi. Lisa kia rồi, em ơi tới đây. Lisa, you look so good today. Chuyện quái gì vậy? Bạn gái của anh đây nè. Anna, what? Anna, chuyện này là sao? Cho anh ta biết, thế nào là lễ độ. Cảm ơn nhiều nha, thích tôi ạ. Put it on. Anna. Đừng có cãi. Em please. Tất cả là do em làm sao? Xử lý nó đi. Ôi, đứng lên. Anh là tội phạm truy nã. Sao mà? Oh my God, Anna. You trick me. Anna, cô làm tới mức này sao? Trời ơi, chuyện gì vậy? Cô dám cắt đường tôi à? Bông hoa xinh quá. Con rỗ của Lisa ư? Thật là lười biếng quá đi. Anh yêu em nhất trần đời luôn á. Trời ơi, bà chủ tôi. Trời, anh trông đây. Cô đưa đây. Hả? Đừng có nói gì. Các người đã xong chưa? Thưa bà chủ, tôi đã hái xong rồi. Vậy còn anh Nga? Tại sao? Vẫn chưa hái được bông nào hả? Hay là tôi phải đuổi việc thì cô mới vui lòng? Đúng vậy đó bà chủ. Bà chủ. Được rồi, hôm nay ta sẽ cắt công của mày. Mau làm việc đi. Ok rồi. Nè, trả nè. Chúng ta mau đi thôi. Nè, chờ anh ơi. Không ổn rồi. Đừng có mở. Kính chào bà chủ và cậu chủ. Đây chính là con trai của ta. Wow, đẹp trai quá. Con hãy chọn một người để kết hôn đi. Mẹ tìm vợ cho con sao? Mẹ nghĩ là hãy chọn cô Lisa. Wow, đúng vậy, hãy chọn người nè. Chọn khó rồi. Nè, đừng mà, em đừng bỏ anh mà. Bỏ tao ra. Tôi nghĩ là chúng ta tạm thời chia tay nhau đi. Trời, tại sao vậy? Không, anh không có chấp nhận, tiền thì được. Không có ai ha. Cô ta đang ngủ rồi ư? Tiền đi rồi. Trời ơi. Cái gì vậy bà chủ? Cái túi của tôi đâu rồi? Sao vậy bà chủ? Có ai nhìn thấy cái túi của tôi đâu không? Bà chủ à, bà hãy thử kiểm tra Anna đi. Cái gì?
Mày dám lấy trộm đồ của tao hả? Chắc là mày chán sống rồi đúng không? Bà chủ ơi, tôi không hề lấy mà. Tôi vô tội. Bây giờ mày còn cãi nữa. Được. Mau thả tôi ra, mau thả tôi ra. Tiện đi rồi. Không có ai cả. Ta đã bắt người tại trận nha. Trời ơi bà chủ, xin tha lỗi cho tôi. Đi vào đây. Trời ơi, em không có biết gì đâu. Cái à? Vậy mà còn dám đổ lỗi cho Anna ư? Ngươi sẽ không bao giờ được quay trở lại ngôi nhà này nữa. Anna, em làm vợ anh nhé. Xin lỗi vì đã hiểu lầm con. Con cảm ơn ạ. Nhạc hay quá. Lên là lên là lên là lên. Rượu ngon thế. Lời nhạc của học cũng hay á. Trời ơi. Xin chào anh. Gì đây em? Anh có muốn nhảy cùng em không? Ủa? Anh còn mỗi đồng thôi. Chỉ có từng nãy tiền á. Đồ ngốc. Nè anh bạn. Ủa? Cho anh tiền nè. Trời, cho tiền thật sao? 1.000.000 đô nha, ký vô đây. Vâng, ok. Em ơi, anh trở lại với em rồi đây. Hay lắm. Được. Cảm ơn nào. Trời ơi, cái ông chồng Alex ở đâu rồi? Một số không dính túi. Không biết đi đâu rồi ta. Chắc chắn là anh ta đã lấy hết tiền rồi. Nè cô gái. Ủa, nhìn đây, cái gì đấy? Đây là giấy nợ 1.000.000 đô. Nợ tiền ư? Anh nhìn xem, ví của tôi còn không một đồng nào. Cô nói cái gì vậy? Anh em, xiết nhà nó cho tao. Dạ vâng anh nè em. Tao bê cái TV ra. Bê cái quạt cái đã luôn. Ê, mấy người làm gì vậy? Trời ơi, mau dừng lại. Mau trả đi. Anh ơi, tôi không có cái gì hết ngoài mấy cái túi đó. Anh hãy giúp đỡ tôi đi mà. Trời ơi. Nè mấy em, đưa cô ta đi luôn. Đi em ơi, đi luôn. Cho anh hồn miếng coi. Anh định làm gì vậy hả? Cô. Hả? Cái gì? Phải làm đèn sư ở quán bar để trả nợ cho tôi. Không, tôi không làm cái đó đâu. Tôi xin anh đó, cho tôi làm cái khác đi mà. Sao hả? Không muốn cũng phải chịu thôi. Alo. Tại sao cũng không nghe mấy cái chứ? Cô đi ra đây. Lên bụng, dậy đi, dậy cho khách xem. Dậy ư? Ui ôi, ui ôi, em đã sơ làm chung một cái tới kia. Ui trời ơi, chung con khách luôn đấy nhở. Ôi, dậy em ơi. Ui, quán mới tuần quá. Ủa? Ôi trời ơi, nhìn nước ở đâu đây? Này, tôi cúp nhìn luôn nhá. Trời ơi. Tôi muốn em ấy. Dạ được, okay, dạ được. Ok, Anna, come in. Anh ơi, chúng ta chặn đi nha. Anh hồn biến này em nữa. Hả? Anna, cái sao? Có người mới hả? Anh có chạy, mày làm gì hả? Trời ơi, mày dừng tay lại. Hey. Sao cô gọi rắn như vậy ở quán ba này? Điểm đi. Tôi hỏi anh, đây là cái gì? Anh đang nợ tiền phải không? Là tại anh sao? Đi về chúng ta ơi. Đi thôi. Tất cả là tại mình. Ừ, được rồi, tôi biết rồi. Alo. Biết rồi. Ừ, được rồi. Hả? Trời ơi. Trời ơi, con bị sao vậy? Anh ra. Anh tỉnh rồi. Tại sao hôm nay trời tối quá vậy? Trời. Sao tôi không nhìn thấy gì? Con không nhìn thấy gì rồi sao? Hả? Tình hình không ổn rồi. Cô ấy có thể sẽ vĩnh viễn không thể nhìn được nữa. Cô ấy bị mù sao thưa bác sĩ? Thật đáng thương. Anna đừng lo, con bên cạnh em. Tại rồi sao? Trời ơi. Em yêu à, vô nhà đi. Trời ơi. Vợ anh, nó không nhìn thấy đâu. Yêu em lắm, yêu em lắm. Anh quên. Anh đâu rồi? Anh đang làm gì vậy? Cô ta không nhìn thấy gì ư? Cô ta thì còn ngốc mà. Đây chính là cơ hội của chúng ta đó. Anh quên, anh có ở đây không vậy? Đừng lo, từ đấy có sang nhà anh chơi nha. Ý yêu em lắm. Khi nào mày mới
đi rồi, đường đây rồi. Có tiếng gì vậy? Cô, để tôi nhặt giúp cô nhé. Tôi không sao. Ok rồi cô ạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Cô bé xinh quá đi. Để tôi dắt cô sang đường nhé. Cảm ơn anh. Edward, Edward, anh có nhà không vậy? Trời ơi, đau quá. Mình có thể nhìn thấy rồi. Yay! Edward, yêu em. Trời ơi. Edward, anh đâu rồi? Em nè, em về đó hả? Chào anh, em về rồi nè. Đây nè, làm đi. Cô thằng biết đúng không? Hết cả hồn. Em nè, mình đi vô đây thôi. Ôi trời, cái gì vậy? Tên khốn, anh dám lừa tôi ư? Mắt tôi đã sáng lại sau khi bị ngã đó. Không ngờ anh lại làm điều này với tôi. Anh đúng là kẻ tôi. Ủa thì sao? Anna, xin lỗi, anh xin lỗi. Cút ra khỏi đây. Xin lỗi là. Xin lỗi. Anh nữa làm gì vậy? Hai người hãy đi với nhau đi. Alo, Alex. Chào em, anh đến từ đây. Anna. Alex, em ở đây nè. Úi trời ơi, yêu em nhất trần đời ấy luôn. Alex, không biết giờ này rồi mà còn chưa về. Không biết Alex đâu rồi ta. Ơi, tại sao lại dám làm cái chuyện này không ai được cái chứ? Cho anh thơm miếng nào. Alex, ôi vậy nha. Hai đứa làm cái gì vậy hả? Có biết mặt mũi đâu không ạ? Tại sao lại làm cái thứ này ở ngoài đường? Mẹ à? Cô nữa, cô không có liêm sỉ gì hết. Đừng mẹ ơi, dạ, tôi cô ơi. Trời ơi, đã có vợ rồi mà còn ngoại tình nữa. Bác ơi, con xin lỗi. Con cầu xin mẹ. Con muốn nói gì? Anna về rồi. Hả? Mẹ, Alex. Anna sao? Em về rồi. Trời may quá. Sao? Chào chị. Em là bạn của anh Alex. Ừ, vậy hả? Chúng ta cùng vào nhà đi. Đi vào nhà thôi mọi người. Phòng của hai người đây ư? Trông cực đẹp kìa. Mình sẽ loại bỏ cái này. Không biết có ý gì vậy.
Sao nó học gì mà chán vậy? Bài này đơn giản. Hả? À, hay quá nhờ. Ý, mình có trò này rồi. Ý, về chỗ rồi kìa. Có thể về chỗ rồi đó. Nổ. Mắc cười qua đây. Ôi trời, đánh giấm trong lớp à? Trời ơi, gì vậy? Thôi rồi, đau hết cả bụng rồi. Mấy người. Later. Các em, sắp tới chúng ta có buổi cắm trại. Các em hãy sắp xếp và chúng ta cùng đi à, nha. Sao? Hẹn cái tay này nào. Ôi, xong xuôi đấy, tôi mệt quá đây. Uống nước thôi. Hả? Cái gì thế này? Trời ơi, sao cay vậy? Cười quá đi. Hỏng rồi, muốn đi vệ sinh quá. Lại có trò hay rồi đây. Đây rồi, cửa thiết đường đây rồi. Mở cửa ra, thì tôi muốn lắm rồi. Hả? À, sao thế nhở? Alex, sao cậu vô duyên như vậy? Cậu có biết đây là ngày mà sẽ còn nữa không ạ? Cậu đi nè. Này, hả? Anna. Cái gì? Có muốn tất cả chúng ta thành một đội không? Trời này sập hả? Ok. Chúng ta đi vô cái hang này đi. Đi thì đi. Chúng ta đang đi đâu vậy? Anna. Ở trong đấy, có món quà. Hả? Chúng ta thử vào coi. Quả này mắc lửa dễ quá. Có vẻ như không có gì đó. Hay đi một đoạn nữa coi. Anna, đợi bên dưới. Kia rồi. Ý, mở ra coi. Hả? Đúng là ngon lắm. Ôi ơi, đau hết cả bụng bên tôi. Trời ơi, động đất rồi. Mấy cái ngốc. Trời ơi, chịu qua đỏ thôi. Trời ơi, mày quá đây. Cậu chạy nhanh như vậy. Alex vẫn còn ở trong kìa. Còn Anna nữa. Thì sao? Anna đâu rồi? Xong rồi. Ôi, mày quá Anna. Anh yêu em. Quay lại mới được. What? Ây trời, Anna. Đừng mà, anh xin lỗi. Anh tránh ra. Anh đã lừa dối tôi ư? Còn cô nữa, cô đúng là mấy cô lâm sĩ. Em đừng có như vậy mà. Ê, làm cái gì vậy? Anh còn tin vực cô ta ư? Tôi nhìn đi, tôi đã có thai rồi. Cái gì? Tôi chạy ra đâu qua đây. Cút đi. Trời ơi. Tại sao số mình lại gặp phải cái tên khốn nạn như vậy cơ chứ? Hả? Cô gái? Sao lại không ở đây thế này? Chồng tôi đã ngoại tình với Lisa. Bây giờ Tôi không biết phải làm sao cả. Sao mọi chuyện là như vậy? Cô cứ cầm lấy đi. Hả? Anh ấy có ý gì ta? Lại gặp cô ta ở đây sao? Chúng ta tới đúng nơi rồi. Ôi không. Chủ quán đâu rồi? Tại sao lại có cái nhân viên phục vụ như thế này cơ chứ? Hỏng cái áo của tôi rồi, bỏ tay ra. Vậy thì đem tiền đi. Tiền? Làm ăn kiểu gì đấy không biết. Oh no. Alo. Gọi chủ quán ra đây. Anna, đừng lo, có anh đây rồi. Nè, thằng khốn. Mày làm gì vậy? Anna là người yêu của tôi. Đây, tiền bồi thường đây. Cầm lấy và cút vào đây thôi. Thôi rồi, trong ai đó đâu buồn cười chứ kìa. What? Mày nhớ mặt tao đó. Rất cảm ơn anh nhiều lắm. Anna, đừng lo. Cô ta kia rồi. Một tới thôi. Được. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Trời ơi. Trời ơi.
Alice. Ủa? Alice, anh cũng sao chứ? À, trời ơi, chúng ta chạy thôi. Các người mau đứng lại, gây tai nạn xong mà còn đòi chạy ư? Chết rồi, cảnh sát đến rồi. Ôi trời, chị ơi, em xin lỗi. Dạ, đi đây. Em xin lỗi mà. Trời ơi, xui quá vậy. Alice, đau đầu quá. Alice, anh tỉnh lại rồi. Anna, anh không sao chứ? Em không sao là tốt rồi. Hả? Anna, em đồng ý làm vợ anh chứ? For you. Thiệt ư? Em đồng ý. À, thật là vui quá đi. Vừa giờ đi chơi về tập này là hợp lý quá rồi em nhỉ? Ôi trời ơi! Có chuyện gì vậy? Trời ơi! Trông mặt quá. Cẩn thận! No. Cô ấy không sao chứ anh? Phải đưa cô ấy đến bệnh viện thôi. Được rồi, mau lên. Trời ơi, chắc là cô ấy vất vả lắm đây. Trời ơi. Cái cô kia. Nè, mắt mũi để đi đâu vậy hả? Tại sao? Xin lỗi. Cô lại ngán đường rồi. Cô làm bẩn chiếc váy của tôi rồi đó. Để coi xem có gì đánh đổi được không đây. Đưa chiếc vòng cho đây. Cái này không được. Phải được. Có nghe không hả? Mau trả lại cho tôi. Mau trả lại đây. Nè, mau lấy đi. Lấy được thì tôi đưa cho nè. Mau trả tôi đây. Còn lâu. Mau trả cho tôi. Cô làm gì vậy? Mau trả lại cho tôi đi mà. Nè, cô có trả lại cho tôi không thì bảo đi. Đừng để tôi báo cảnh sát đó. Ôi trời ơi, tôi sợ quá đi. Chết rồi. Nè, cô không sao chứ? Ôi trời ơi, cái bụng của tôi. Taxi. Tôi đau quá. Taxi. Cứu tôi với. Trời ơi, hy vọng cô ta không bị làm sao. Cô ấy bị chồng. Cô còn là con người đó không? Tôi xin lỗi. Ôi trời ơi. Con xinh quá. Anna. Anna, con chào đời rồi. Anh mau tới xem con đi. Ôi trời ơi, anh đã làm cha rồi sao? Anh đã làm cha rồi đây. Ôi trời ơi, chắc khóc quá. Anh làm cha đi hẳn như anh vậy. May quá cô ta không bị sao cả. Oh no. Cô kia, cô đã bị bắt vì tội quấy rối công cộng. Làm ơn đừng như vậy mà. Cô ơi, hãy tha lỗi cho tôi đi mà. Tôi còn xin cô đó. Anna, tính sao đây? Cô cảnh sát, cô bắt cô ta đi hộ tôi. Được, mau đi theo tôi. Ôi trời ơi, con gái của tôi. Cô ơi, hãy tha lỗi cho con gái của tôi. Cô đã cứu giúp tôi rồi. Vậy bây giờ hãy tha lỗi cho con gái của tôi đi. Thôi được. Mẹ, tôi xin lỗi. Hãy tha lỗi cho tôi đi mà. Thôi được rồi, hai người mau về nhà đi. Chúng tôi nguyện làm ô sin của cô. Coi như đó là lời xin lỗi được không cô? No. Hy vọng là hai người đừng chê. Đúng vậy. Đành vậy thôi chứ sao. Được rồi. Cảm ơn hai người. Cảm ơn nha. Con sẽ làm việc chăm chỉ. Chị ba này đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa? Đẹp trai nhất cái xóm này luôn đây. Mẹ ơi, anh Nga về rồi kìa. Để coi. Dạ mẹ. Sao giờ này mày mới về? Kiếm được bao nhiêu tiền ngày hôm nay? Đưa hết đây cho tao. Dạ hôm nay con chỉ được có từng này. Mau đưa đây. Mau tiếp tục đi bán đi. Mang tiền về đây cho tao. Nhanh lên. Mẹ ơi, đừng mà. Con đã đi cảnh sáng rồi. Mẹ cho con vào nhà đi. Con xin mẹ đó. Giờ này thì ai còn mua nữa. Đói quá. Ủa, tiếng gì vậy ta? Ở đằng kia. Bắt được em rồi nha. Anh gì ơi? Cái gì vậy? Anh có thể cho tôi con ếch kia được không? Không, không được đâu. Nếu mà không được thì từng này có đủ không hả? Ủa, có tiền luôn hả? Hay quá nha. Cảm ơn nha. Thật đáng thương quá. Để coi nào, phải đưa mày đến cho riêng nước thôi. À, đây rồi. Mau xuống đi. Mình thoát rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Cô đã giúp tôi phải không? Là ai vậy? Tôi chính là hoàng tử ếch, vừa rồi đã may mắn được cô cứu đấy. Ồ, là như vậy sao? Chết rồi. Tôi phải bán hết ngô để có tiền, không thì dì sẽ la mắng mắng.
Ra thế à? Tưởng chuyện gì? Nè, cô cầm lấy đi. Trời ơi. Cảm ơn cậu thật nhiều. Không có gì đâu, đừng khách sáo thế. Mẹ ơi, con mang tiền về đây rồi à? Được. Mẹ ơi, tại sao nó kiếm được nhiều tiền vậy? Để hỏi coi. Số tiền này, mày lấy đâu ra vậy? Chuyện là con có cứu một chú ếch và số tiền này cũng từ đó à? Ồ, thì ra là như vậy. Mẹ, con có ý này. Cầm lấy túi này, sau đó mang đống tiền về đây cho tao. Nhanh lên. Tôi không thể làm như vậy được. Dám cãi hư? Dạ. Hay lắm. Ếch ơi, cậu đâu rồi? Hello. Xin chào cậu. Sao vậy? Chuyện là cậu có thể làm ơn lấp đầy cái bao này bằng tiền vàng được không ạ? Đơn giản thôi. Tôi đi đây. Cảm ơn cậu. Tiền đi rồi. Chúng ta giàu to rồi. Mau thả tôi ra. Trông nó đáng thương quá mẹ ơi. Mau thả tôi ra đi mà. Mau thả tôi ra. Cô tạm thời cứ ngoan ngoãn ở trong đó đi. Mẹ, Lisa. Ếch ơi, cậu đâu rồi? Hello, cô muốn gì nào? Cậu có thể cho mình một ít vàng được không? Không được đâu, như thế nhiều quá. Mình cầu xin đó, làm ơn giúp mình với. Thôi được rồi, đợi tôi một chút. Sắp thành công rồi. Ôi trời ơi. Dám lừa tôi à? Ôi cậu. Xin cậu ra cho chúng tôi. Hai mẹ con các người phải trả giá cho sự tham lam này. Mẹ ơi. Cô gái của tôi đây rồi. Cảm ơn cậu. Mệt quá. Là mơ sao? Em yêu của anh dậy rồi đó hả? Chẳng giúp đỡ gì mình. Dị thế nhỉ? Alex, sao đồ em chút đồ đi. Nặng quá. Quầy trông. Này, đi đây cái chân lên. Trời nó nóng rồi. Bóng rồi, đẹp rồi. Ôi giời. Ôi giời. Em à. Anh ai vậy? Em làm gì đấy? Đây lau xe mỗi mình đấy à? Để anh lau cho nhá. Cái việc này cứ để nó lắm con trai làm đó. Anh đang làm cái này, gì đây? Cô vừa vừa có thích cô đi vào nhà đi. Phá đám tôi đấy chứ. Cô ta là ai vậy ta? Ra là đau đầu quá. Alex, anh sao vậy? Alex, lấy cho tôi cung đứng ở đây khát quá rồi nè. Nè, mà uống đi. Một cái nhà đi. No. Cái gì đây? Có phải cô ta đã hôn anh không hả? Trời ơi. Mình có cách này. Để coi. Chấm mắt tí thích quá. Hả? Cái gì thế này? Bây giờ anh là người phụ nữ trong gia đình rồi. Hãy làm việc đi nha. Hay lắm. Sao hấp cá cho nó nhanh lên. Nó như vậy khó quá. Có mối việc đó mà cũng không có làm được. Mệt quá. Không thở nổi nữa rồi. Anh lại sao? Mua chọc quần áo đi. Nghe lớn. Đây. Chọc cái đây. Nó to rồi. Nó cũng phải gối trên anh để chặt quần áo. Không thật nữa. Không thật nữa. Đây. Anh không nói gì đâu. Xóm mất nhà đi. Mình đã thật sự quá đáng với cô ấy. Eda, cho anh xin lỗi nhé. Ủa? Anh xin lỗi mà. Thôi được rồi. Đánh một dây dài cho em. Treo cho em nha. Cảm ơn anh. Cẩn thận cũng nắng đấy. Chúng ta đi thôi. Cái này nó phải mát. Trời hôm nay thật trong sáng. Alex. Thơm em cái. Mình đi đi, ra chợ xem có cái gì mua không. Tại sao anh ta lại thay đổi
nổi như trống trống vậy?